Cả mọi người, em chào chị Hiền ạ. Em tên là Hoàng Thị Thu Hà và em đến từ Cửa Lò, Nghệ An. Hôm nay thực ra thì em có sáng sớm nay thì em có tham gia một group nhóm học văn cùng chị Hiền, học dậy sớm học văn cùng chị Hiền. Và trong cái buổi học, khóa học hôm nay thì có một cái thử thách, đó chính là quay clip về trình bày về 8 câu thơ, gần như là cuối của tác phẩm Tây Thiến. Và hôm nay em xin nhận cái thử thách đó để cũng coi như là để thử thách chính bản thân mình và để xem được cái giới hạn của bản thân mình là đến được đâu trong cái những cái năm qua, những cái ngày tháng qua em đã học văn ạ. Và chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của vấn đề. Về bài thơ, để phân tích cái 8 câu thơ gần như cuối của tác phẩm thì em xin nói sơ qua về tác giả cũng như là tác phẩm của bài thơ này. Thì tác giả của bài thơ Tây Tiến đó là Quang Dũng, là một người rất là đa tài. Bên cạnh đó thì nhà thơ còn là một người vẽ tranh viết nhạc rất là hay. Nhưng Quang Dũng được người đọc, được bạn đọc biết đến rất nhiều là thông qua và với tư cách là một nhà thơ. Thì Quang Dũng trong những cái đề tài, trong những cái tác phẩm của ông, đề tài chính đó là về chiến sĩ cách mạng hay là về quê hương, với một cái hồn thơ đôn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Quang Dũng được rất nhiều người nghệ sĩ, nhiều nghệ sĩ, nhiều bạn đọc được đánh giá đó là hiện tượng nhà thơ một bài. Và trong tác phẩm Tây Tiến này, chúng ta sẽ tìm hiểu trên khía cạnh như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ khái quát qua về tác phẩm Tây Tiến. Thì Tây Tiến chính là một cái đơn vị bộ đội trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và tác phẩm này trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và thành phần chủ yếu là những trí thức trẻ Hà Thành. Khi mà Quang Dũng chuyển sang đơn vị mới ở Phù Lưu Chanh, trong cái nỗi nhớ về cái đơn vị cũ, cái nỗi nhớ ấy đã làm cho Quang Dũng thôi thúc nén đã làm cho Quang Dũng thôi thúc và đã viết nên cái bài thơ này bằng tất cả những cái tấm lòng, bằng tất cả những cái nỗi niềm của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc qua một lần về 8 câu thơ này. Đó là: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Thì với cái khổ thơ này, nếu như những ở đoàn thơ trước thì tác giả tập trung miêu tả bức tranh thiên nhiên Việt Bắc mang những vẻ đẹp khác lạ phi thường, hoang sơ những cũng đậm chất lãng mạn, thì đến với đoàn thơ này tác giả tiếp tục khắc họa người lính với cái cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng. Thì chân dung người lính được vẽ nên bằng những cái nét phi thường và lãng mạn qua 4 câu thơ đầu. Trước hết, đó được hiện lên là một cái ngoại hình đầy ấn tượng, một cái ngoại hình đầy ấn tượng. Chi tiết không mọc tóc đã nói đến một cái hiện thực cuộc sống đầy khó khăn và gian khổ. Những cái người lính ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp, những cái giai đoạn đầu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã sống và chiến đấu vô cùng gian khổ. Hình ảnh quân xanh màu lá nó gợi lên nhiều cách hiểu. Có thể đoàn quân Tây Tiến có nước da xanh sao vì cái sốt rét rừng, hay là đoàn quân Tây Tiến thì được ngụy trang bằng những cái áo da xanh. Và dù hiểu theo cách nào thì hình ảnh thơ ở đây nó cũng đã góp phần khắc họa nên cái ngoại hình đầy ấn tượng của người lính Tây Tiến và hé mở ra một cái cuộc sống hiện thực đầy khó khăn và gian khổ. Ngoài ra thì chân dung người lính còn được vẽ lên bởi cái sức mạnh tinh thần. Bởi cái sức mạnh tinh thần từ đoàn binh đã cho thấy được, đã gợi đến được một cái sự đoàn kết, một cái vẻ đẹp rất trang trọng, một cái tinh thần với một cái khí thế xung trận rất là đã lấn át đi những cái vẻ đẹp ốm yếu của bệnh tật. Tương phản với quân xanh màu lá đó là giữ oai hùng. Giữ oai hùng đây là một cái nét chạm khắc rất là tài tình và nổi bật, đã cho thấy được một cái tinh thần quả cảm, một cái tinh thần rất hiên ngang của những chiến sĩ Tây Tiến. Ở đây người lính Tây Tiến đã có được một cái tinh thần để thích ứng được, để chế ngự được cái hoàn cảnh khắc nghiệt
và làm cho quân thù khiếp sợ qua cái nhìn lãng mạn của Tây Tiến, thì chúng ta thấy được bên trong cái hình hài tiêu tùy của người lính là một cái sức mạnh tinh thần. Biện pháp lãng mạn đã khắc họa thành công được cái sự tương phản về cái ngoại hình cũng như là cái tinh thần bên trong, với những cái vẻ đẹp rất là độc đáo. Ở chân dung người lính, ta còn thấy được một cái vẻ đẹp tâm hồn rất lãng mạn. Hình ảnh mắt trừng, mắt trừng nó gợi lên rất là nhiều điều bí ẩn. Mắt trừng ở đây nó nhìn người lính Tây Tiến nhìn bọn giặc như là muốn xé nát cả tâm gan. Ta thấy được một cái tinh thần rất ác liệt và mong muốn tiêu diệt hết quân thù để bảo vệ quê hương, để bảo vệ đất nước. Và trong thơ ca kháng chiến chống Pháp, đời sống riêng tư rất ít khi được đề cập tới, nhưng đến với Quang Dũng, điều này lại được thể hiện một cách rất là rõ nét, đó chính là dáng kiều thơm. Một cái cách nói lãng mạn của những người lính Tây Tiến, họ dường như đã gửi tất cả cái hồn mình vào những cái giai điệu. Nếu người lính trong Tây Tiến xuất thân từ nông dân thì nỗi nhớ của họ rất là lớn, rất là mộc mạc giản dị. Thì Tây Tiến, thì trong cái hình ảnh của những người lính Tây Tiến của Quang Dũng thì lại là những cái chàng trai ra đi từ góc phố Hà Nội. Cho nên trong cái hình thể của họ, trong cái hành trang của họ thì không thể thiếu được những cái bóng hình thiết tha của thủ đô, rất đa tình, rất là lãng mạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bốn câu thơ cuối cùng của đoạn. Đây chính là một cái vẻ đẹp rất là bi tráng. Trước hết, vẻ đẹp này nó được hiện lên qua những cái hiện thực của chiến trường. Rải rác viết về người lính Tây Tiến thì Quang Dũng đã không né tránh được hiện thực mất mát. Không hề đánh được những cái miền thực mất mát. Nếu như câu thơ mà đứng một mình, rải rác biên cương mồ viễn xứ thì buồn vô cùng. Nghệ thuật đạo từ lại rải rác đã được lên đầu, nó đã được đứng ở đầu câu, nó đã phản ánh được một cái hiện thực xót xa. Đã có bao đồng đội nằm xuống nơi heo hút ít người qua lại. Mặc dù Quang Dũng nói đến cái chết, nói đến sự hy sinh, nhưng không hề nhấn chìm người đọc vào bi thương. Những cái từ Hán Việt như biên cương, viễn xứ đã làm giảm nhẹ những cái bi thương và mất mát. Ở đây Quang Dũng cũng đã sử dụng cả nghệ thuật hoán dù, đó là đời xanh, để chỉ được cái tuổi thanh xuân của những người lính. Đây chính là cái quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người mà Xuân Diều cũng đã từng nuối tiếc. Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Những con người đã sẵn sàng hiến dâng đời mình cho Tổ quốc để bảo vệ cho quê hương đất nước, lý tưởng cao đẹp ấy cũng chính là cái lý tưởng sống của dân tộc, cũng chính là cái lý tưởng sống của các cái thế hệ Việt Nam, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập của dân tộc, cuộc sống bình yên của người dân. Đặc biệt lý tưởng ấy nó còn được thể hiện qua những cái từ ngữ mang đầm tính chất khẩu ngữ, đó là chiến trường đi, chẳng tiếc. Đây là những cái từ ngữ mà mang đầm tính chất khẩu ngữ đã khẳng định dứt khoát, rất là mạnh mẽ và toát lên cái sự bình dị. Câu thơ nó vang lên như một lời thề phảng phất, còn chỉ là một đi không trở lại. Đây chính là cái lý tưởng của con người Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp, một đi không trở lại. Ngoài ra, cái vẻ đẹp bi tráng ấy nó còn được người ca qua những cái hình ảnh độc đáo, áo bào thay chiếu. Sự thật là ở Tây Tiến có lúc còn thiếu cả chiếu để chôn cất những cái người đã mất. Đây chính là một cái hình ảnh vừa anh hùng mà vừa rất chân thực cảm động. Nó cổ kính nhưng nó không hề xa lạ. Quang Dũng đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật nói giảm nói tránh về đất để diễn tả cái sự đau thương, mất mát trước cái hiện thực khốc liệt của những người chiến sĩ, là sự trở về với những gì thân thương, trở về với nơi đất mẹ. Nói cách khác, với những người lính Tây Tiến, chết không có nghĩa là mất đi, mà là tiếp tục sự sống ở một cõi khác. Nếu như hình ảnh sông Mã ở trong câu mở đầu là điểm nhớ đầu tiên trong hoài niệm của nhà thơ Quang Dũng,
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Thì đến với câu thơ này, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Sông Mã ở đây nó đã thực sự biểu tượng cho quê hương, cho đất nước, cho những người đồng đội Tây Tiến. Gầm lên tiếng chào vĩnh biệt, người đi dù chẳng tiếc đời xanh, nhưng người ở lại thì nghe sao mà đau lòng quá. Có cái gì như đang rạn vỡ, mất mát. Nghệ thuật nhân hóa đã diễn tả rất tinh tế, cảm động cái nỗi đau nó dồn nén ở bên trong, dường như đó là một cái nỗi đau cuồn chảy ở trong lòng. Dòng sông Mã từng chia sẻ bao buồn vui của những người chiến binh Tây Tiến. Đằng sau những câu thơ là lòng thương tiếc vô hạn của Quang Dũng đối với những người đồng đội đã hy sinh. Thì như vậy em đã phân tích xong 8 câu thơ gần như là cuối của tác phẩm. Chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, thì mong mọi người ủng hộ cũng như là nhận xét. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em chào chị Hiến ạ.